xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Bản tin cuối năm 2020 của Ocean Việt Nam. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Giang Đông Kiên. Và hôm nay tin trong nước sẽ là tin đầu tiên mà kinh tế xin đề cập đến lĩnh vực ngân hàng. Ocean Bank trả lương nhân viên toàn vàng là vàng. Vàng. Lãnh đạo ngân hàng năm nay phát vàng như phát kẹo, cho nên một số nhà may cũng có dịp ăn theo. Nhân viên đặt hàng may túi bơi găng thêm vào đồng phục, mỗi khi sếp đi phát vàng sẽ không sợ bị thủng. Nhân tiện nói đến vàng, năm nay là năm vàng của bán hàng qua truyền hình. Phải nhắc đến sự kiện nổi bật của TV Shopping, vừa mới bán cho ông Obama 5.000 găng tay tắm. Xin lỗi tôi thấy chưa hiểu về sự việc này lắm. Vâng thưa anh, đó là chương trình khuyến mãi cuối năm, chỉ cần mua nhiều là được giảm 50%. Obama lại nổi tiếng là có tính tiết kiệm, ông mua một lần dùng dần để cho đỡ tốn tiền. Tôi nghĩ cháu ông ta vẫn còn dùng đến già thưa anh. Chưa sang nhất năm nay có lẽ là ông Putin đặt mua 50 máy nổ bỏng ngô làm quà Giáng sinh. Tiếp theo xin được đưa một số tin văn hóa. Tạp chí truyền hình công bố kết quả cuộc điều tra, là danh sách các kênh truyền hình được mọi người yêu mến. Đó là kênh Info TV đáng tin cậy và vô cùng uy tín. Theo điều tra, kênh Info TV có rất nhiều khán giả, nhiều triệu phú và tỷ phú đều ăn nên làm ra. Vì thông tin kênh này đưa đến giúp họ đầu tư thành công và giàu lên nhanh chóng. Còn sau đây là ít phút dành cho chuyên mục quảng cáo. Ocean Bank, ngân hàng hơn cả mong đợi. Trở lại với chương trình, tôi là Kim Băng Tan. Sau đây là phần tin thế giới, tức là ngoài Việt Nam. Hiện nay tình hình châu Âu và Mỹ đang cực kỳ hỗn loạn. Trước đây khi mua iPhone, người dân thi nhau xếp hàng, thì nay đổ xô chen lấn mua kem trang tiền. Vâng, loại kem có sức hút khiến mọi người đảo điên. Vậy anh đã biết thông tin về bộ phim ăn theo này chưa? Phim bom tấn Hollywood, kem trang tiền đại nào phố mua. Để tiếp tục tin thế giới sẽ là Ocean Mall. Đại siêu thị này đã khiến châu Phi bị hạ gục hoàn toàn. Số lượng siêu thị trên toàn thế giới đã tăng lên 5.000. Có thể nói đại siêu thị này đã thắng lợi vẻ vang. Về văn hóa du lịch nổi bật là chuỗi khách sạn của OCH đã được bình chọn có chuỗi dài nhất Việt Nam. Kết quả này được công khai bởi Hiệp hội Lữ hành Quốc tế, trải dài từ Nam ra Bắc. Ôi thật là đáng nể. Tôi ở Sunrise, suối Mo, Star City đấy rất sướng. Chắc không có khu du lịch nào nổi trội hơn. Và bây giờ tôi sẽ trình bày phần tổng kết cá nhân. Có một số thành tích tuyệt vời trong 2020. Cuộc bình chọn để tìm ra người phụ nữ quyền lực nhất năm, chiếm đa số phiếu bầu là bà Nguyễn Minh Thu đã chiến thắng. Yeah. Đoạt giải hoa hậu quý bà là bà Nguyễn Thị Lan, với vẻ đẹp trượt phú đất được ăn tối cùng Kim Tan. Ông Lê Minh Thành vừa đoạt danh hiệu Nam Vương nhờ đẹp trai phong độ cùng với thân hình lực lưỡng. Bà Hưng vừa mới tìm anh để bày tỏ cảm tình, chắc là trước vẻ đẹp Nam Vương không thể kiềm chế. Ngoài ra còn có tỷ phú hành tinh ông Hà Văn Thám vừa được Forbes vinh danh trong số đặc biệt cuối năm. Tiếp theo tôi sẽ đưa tin tốt lành để đón mùa xuân tới. Chúc mừng gia đình ông Phó Thiên Sơn có thành viên mới, con trai Phó Thiên Sông, con gái Phó Thiên Suối. Chúc hai bé trở thành lớn lên như bố mẹ mong đợi. Còn ông Lê Thanh Tùng thì sao thưa anh? Vâng, ông Lê Thanh Tùng ngay lúc này đang cử hành hôn lễ, đã không còn FA và chuẩn bị cưới vợ ba. Chuẩn men. Oh yeah. Lại. Để kết thúc bản tin hôm nay xin nói về thưởng Tết. Đại tập đoàn Đại Dương năm nay chơi không ngại gì hết, mỗi nhân viên được thưởng ngay một Honda Civic. Xin chúc mừng nhân viên của tập đoàn Đại Dương, vỗ tay. Có một số nhân viên đang lo chẳng may nghỉ việc bị đói. Không, anh yên tâm, chủ tịch đã xác nhận anh cho anh không đòi quà. Yeah. Anh không đòi quà. Giang Đông Kiên, boy nhà nghèo, Kim Băng Tan, boy Ocean, yeah. Ocean là sang, đây là oai, đây là tập đoàn to rất to, nhân viên vừa đông vừa ăn chơi. Ocean là nhất mà lại chất, vừa nhiều tiền vừa xây khắp nơi, 50 hecta để xe hơi. Những lâu chưa tăng lương vì lương đang cao vẫn cứ xin thêm, nên xếp xem rồi không kỳ. Bao năm nay ăn nên làm ra, tăng lương nhân viên đi mà. Sếp ơi hãy lắng nghe em này, tăng lương cho em nhiều tiền. La 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 la. Năm nay tăng lương là được rồi. La 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 la. Năm sau sếp cho nhiều quà. La 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 la. Cho xong sếp không đòi lại quà. La 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 la. Cho em nhiều tiền. La 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 la. Năm nay tăng lương là được rồi. La 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 la. Năm sau
phải ngoan. Năm nay tăng lương là được rồi, anh tăng rồi anh không hạ lại đâu. Năm sau sếp cho nhiều quà, anh hứa là anh không đòi lại đâu. Cho xong sếp không đòi lại quà, không ngoan là anh đòi lại ngay. Cho hẳn 2 triệu tiền vỗ tay.